Mến chào quý phụ huynh và các con học sinh, các con thân mến. Hôm nay chúng ta sẽ cùng cô đến với các video chữa bài trong chọn bộ toán lớp 3 được biên soạn theo chương trình sách giáo khoa mới nhất nhé. Học chuyên sâu, học đâu chắc đấy toán 3. Trong bộ túi này chúng ta sẽ có 8 chuyên đề để ôn tập. Và trong video này chúng ta sẽ cùng đến với chuyên đề chu vi và diện tích các hình. Tiếp theo chúng ta hãy cùng cô chuyển sang các bài tập trầm dạng 3, diện tích hình chữ nhật. Bài 1, hoàn thành bảng sau theo mẫu. Trước tiên thì các con hãy quan sát bảng. Ở trong bảng thì chúng ta có độ chiều dài, chiều rộng và diện tích hình chữ nhật. Chiều dài hình chữ nhật là 6 cm, chiều rộng là 5 cm. Vậy diện tích của hình chữ nhật đó bằng 30 cm. Vậy phép tính ở đây sẽ là 6 x 5, hay công thức mà chúng ta đã được học là chiều dài nhân với chiều rộng để tìm ra diện tích. Vậy thì tương tự như vậy, đối với các câu tiếp theo chúng ta thực hiện đi tìm diện tích của từng hình chữ nhật một nhé. Chiều dài là 10 cm, chiều rộng là 9 cm. Vậy diện tích của hình chữ nhật này là 10 nhân 9 bằng 90, đơn vị sẽ là cm vuông. Các con lưu ý phần diện tích, rất nhiều bạn viết thiếu phần đơn vị, đấy là ký hiệu của diện tích trong đơn vị đo. Tiếp theo chúng ta cùng chuyển sang hình chữ nhật có chiều dài là 11 cm, chiều rộng 8 cm. Vậy diện tích sẽ là 11 x 8 bằng 88 cm vuông. Tiếp theo, chiều dài của hình chữ nhật là 50 cm, chiều rộng 6 cm. Phép tính để tìm ra diện tích hình chữ nhật này là 50 x 6 bằng 300 cm vuông. Như vậy là chúng ta đã cùng nhau hoàn thành xong bài số 1. Tiếp theo chúng mình cùng chuyển sang bài số 2. Bài 2 cho hình vẽ. Các con hãy cùng nhìn hình và biết AG bằng 1/2 AD. AG bằng 1/2 AD. Bằng 1/2 có nghĩa là AG bằng một nửa của AD. Hay AD thì bằng 2 lần AG. Đúng chưa ạ? Tiếp theo AB thì bằng 2 AE. AB bằng 2 AE. Vậy thì 2 lần AE, tức là 2 đoạn thẳng AE mà gấp đôi lên thì sẽ được một đoạn thẳng bằng với đoạn thẳng của AB. Tiếp theo chúng ta cùng điền số thích hợp vào các ô trống này nhé. Độ dài cạnh AD là bao nhiêu cm? Chúng ta cùng quan sát hình. Ở đây độ dài của cạnh AD theo đề bài, AG thì bằng 1/2 AD, vừa nãy cô đã nhắc tới. AG bằng 1/2 AD. Như vậy thì AD sẽ bằng 2 lần AG. Vậy để tìm được độ dài của đoạn thẳng AD, cô có phép tính 2 cm nhân 2 và kết quả bằng 4. Như vậy là độ dài của đoạn AD sẽ bằng 4 cm nhé. Tiếp theo, diện tích hình chữ nhật ABCD là hình chữ nhật ABCD. Để tìm được diện tích hình chữ nhật thì chúng ta cần phải có độ dài của chiều dài và chiều rộng. Chiều dài AB hay là DC bằng 8 cm. Còn chiều rộng là AD và BC có độ dài chúng ta vừa tìm được là 4 cm. Như vậy, phép tính để tính diện tích hình chữ nhật này là 8 x 4 có kết quả bằng 32. Như vậy, cô điền số 32 vào ô trống. Tiếp theo, diện tích hình chữ nhật AEFG. AEFG. Vậy thì chiều rộng của hình chữ nhật này chúng ta biết là bằng 2 cm, tương ứng với cạnh AG và EF. Vậy thì còn chiều dài là AE và GF chúng ta chưa biết. Nhưng đề bài cho chúng ta biết là gì đây ạ? AB bằng 2 AE. AB bằng 2 AE. Vừa nãy cô đã nói. Vậy thì độ dài của đoạn thẳng AB sẽ gấp 2 lần độ dài của đoạn thẳng AE. Mà độ dài đoạn thẳng AB sẽ bằng với độ dài đoạn thẳng DC và bằng 8 cm. Vậy thì AE sẽ bằng bao nhiêu cm? Cô có phép tính là 8 chia 2, và có kết quả bằng 4. Như vậy AE sẽ bằng 4 cm, là chiều rộng của hình chữ nhật AEFG. Như vậy cô đã tìm ra được độ dài của cạnh AE và FG.
cũng như là chiều dài của hình chữ nhật này là 4 cm, chiều rộng 2 cm. Vậy diện tích của hình chữ nhật cô có phép tính 4 nhân 2 bằng 8. Vậy cô điền số 8 vào ô trống. Tiếp theo, diện tích hình chữ nhật MNHB. Có cạnh MN bằng 2 cm này. NH là chiều dài bằng 6 cm. Vậy diện tích của hình chữ nhật này có phép tính là 6 nhân 2 bằng 12. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong bài số 2. Tiếp theo, cô trò chúng ta cùng đến với bài 3. Bài 3, tính diện tích của bức tranh dưới đây. Chúng ta cùng quan sát bức tranh có chiều dài là 12 cm, chiều rộng là 8 cm. Vậy thì tính được diện tích hình chữ nhật, cô có phép tính này là 12 nhân 8. Lời giải, diện tích của bức tranh đó là phép tính 12 nhân 8. Các con hãy thực hiện tìm kết quả phép tính này ra nhé và điền vào phần trình bày của mình nhé. 12 nhân 8 có kết quả bằng 96, đơn vị sẽ là cm vuông và đáp số là 96 cm vuông nhé. Tiếp theo bài 4, một tấm gỗ hình chữ nhật dài 110 cm, rộng 9 cm, tính diện tích của tấm gỗ đó. Tấm gỗ hình chữ nhật có chiều dài và chiều rộng, số đo là 110 cm và 9 cm. Vậy thực hiện tính diện tích của tấm gỗ đó, cô sẽ có phép tính là 110 nhân 9. Và đây là phần đáp án của cô. Bài giải, diện tích của tấm gỗ đó là 110 nhân 9 bằng 990, đơn vị cm vuông và đáp số 990 cm vuông. Chúng ta chuyển sang bài số 5. Bài 5 đề bài như sau. Một miếng bìa hình chữ nhật có diện tích bằng 21 cm vuông, chiều rộng là 30 mm. Hỏi chiều dài của miếng bìa là bao nhiêu cm? Cô phân tích bài toán này như sau. Ở bài toán này thì chúng ta đã biết được diện tích của hình chữ nhật là 21 cm vuông và chiều rộng thì bằng 30 mm vuông. Vậy thì để tìm được chiều dài của miếng bìa thì chúng ta làm như sau. Cô sẽ lấy diện tích chia cho chiều rộng để tìm ra chiều dài của hình chữ nhật tương ứng nhé. Vậy thì cô sẽ lấy diện tích của hình chữ nhật đó chia cho chiều rộng và để tìm ra chiều dài của hình chữ nhật đó. Vậy thì ở đây cô sẽ có 21 cm vuông là diện tích, chia cho chiều rộng là 30 mm vuông. Vậy thì trước khi mà chúng ta đi tìm chiều dài của miếng bìa đó, chúng ta cần có một bước đổi từ 30 mm vuông sang cm. Như vậy sau khi đổi, cô có chiều rộng của hình chữ nhật này là 3 cm, còn diện tích của hình chữ nhật là 21 cm vuông. Vậy cô sẽ đi tìm chiều dài của miếng bìa này. Lời giải, chiều dài của miếng bìa là phép tính 21 chia 3 bằng 7, đơn vị cm. Như vậy, chiều dài của tấm bìa cô tìm được là 7 cm. Tiếp theo chúng ta cùng chuyển sang bài số 6. Bài 6 đề bài như sau. Bạn Nam mua một tấm thiệp hình chữ nhật để chúc mừng sinh nhật mẹ. Tấm thiệp có kích thước 10 cm và 15 cm. Tính diện tích tấm thiệp đó. Theo đề bài thì chúng ta biết tấm thiệp mà bạn Nam mua để tặng chúc mừng sinh nhật mẹ có dạng hình chữ nhật. Tiếp theo này, tấm thiệp có kích thước là 10 cm và 15 cm. Vậy thì kích thước 10 cm và 15 cm này là chính là số đo của chiều dài và chiều rộng của tấm thiệp hình chữ nhật. Vậy thì 10 cm sẽ là chiều rộng, còn 15 cm sẽ là chiều dài của hình chữ nhật này nhé. Vậy thì chúng ta cùng tiến hành đi tìm diện tích của tấm thiệp đó dựa vào kích thước này nhé. Lời giải, diện tích tấm thiệp đó là phép tính 15 x 10 bằng 150, đơn vị cm vuông. Đây là một phép tính nhân với 10. Và phép tính này thì các con có thể nhân nhầm được nhé. Tiếp theo chúng ta cùng chuyển sang bài số 7. Bài 7, một hình chữ nhật có chiều rộng là 6 cm, chiều dài hơn chiều rộng 7 cm. Hỏi diện tích của hình chữ nhật đó là bao nhiêu cm vuông? Cô phân tích đề bài như sau. Đề bài cho biết chiều rộng của một hình chữ nhật là 6 cm vuông, chiều dài hơn chiều rộng 7 cm vuông. Hỏi diện tích của hình chữ nhật đó là bao nhiêu cm vuông? Vậy để tìm được diện tích hình chữ nhật đó thì chúng ta cần phải đi tìm chiều dài của hình chữ nhật đó. Theo đề bài thì chiều rộng là 6 cm vuông, còn chiều dài thì hơn chiều rộng 7 cm vuông. Vậy để tìm được chiều dài của hình chữ nhật đó
Cô có phép tính 6 cộng 7. Sau đó cô sẽ tiến hành đi tìm diện tích của hình chữ nhật đó nhé. Lời giải đầu tiên, chiều dài của hình chữ nhật đó là. Sau khi chúng ta tìm được chiều dài của hình chữ nhật là 13 cm vuông thì chúng ta sẽ đi tìm diện tích của hình chữ nhật đó là bao nhiêu cm vuông nhé. Như vậy là diện tích của hình chữ nhật bằng 78 cm vuông. Tiếp theo chúng ta cùng chuyển sang bài số 8. Đề bài như sau. Bề mặt một chiếc bánh kem hình chữ nhật có chiều dài là 12 cm, chiều dài gấp đôi chiều rộng. Tính diện tích của bề mặt chiếc bánh kem đó. Để tìm được diện tích của bề mặt chiếc bánh kem này, trước tiên chúng ta cần phải đi tìm chiều rộng của bánh kem hình chữ nhật này là bao nhiêu cm nhé. Theo đề bài thì chiều dài gấp đôi chiều rộng, mà chiều dài thì bằng 12 cm. Vậy để tìm được chiều rộng, cô có phép tính là 12 chia 2. Chúng ta cùng thực hiện phần bài giải như sau. 12 chia 2 có kết quả bằng 6. Như vậy sau khi chúng ta đã tìm được chiều rộng của chiếc bánh kem là 6 cm thì chúng ta sẽ đi tìm diện tích bề mặt của bánh kem đó là bao nhiêu nhé. Lời giải, diện tích bề mặt của chiếc bánh kem đó là. Và 72 cm vuông là diện tích của bề mặt chiếc bánh kem. Chúng ta chuyển sang bài tiếp theo, bài số 9. Đề bài như sau, một bìa sách có diện tích 300 cm vuông. Sơn dán lên bìa sách đó một chiếc nhẫn vở hình chữ nhật có chiều dài là 8 cm, chiều rộng 5 cm. Tính diện tích còn lại của bìa sách không bị che khuất bởi chiếc nhẫn vở đó. Vậy thì cô sẽ phân tích đề bài như sau. Đề bài cho biết diện tích của bìa sách là 300 cm vuông. Sau đó bạn Sơn dán lên bìa sách một nhẫn vở hình chữ nhật có chiều dài 8 cm và chiều rộng là 5 cm. Tính diện tích phần còn lại của bìa sách không bị che khuất bởi chiếc nhẫn vở. Vậy thì chúng ta có thể hình dung là sẽ có hai hình chữ nhật, một hình chữ nhật to và một hình chữ nhật bé. Hình chữ nhật bé thì nằm ở trong hình chữ nhật to và chúng ta cần phải đi tìm diện tích phần còn lại của hình chữ nhật to, đúng chưa ạ? Vậy thì cô sẽ cần phải có diện tích của hai hình chữ nhật to và diện tích của hình chữ nhật bé. Đề bài cho biết hình chữ nhật to sẽ tương ứng với bìa sách, còn hình chữ nhật bé sẽ tương ứng với chiếc nhẫn vở. Vậy diện tích của bìa sách là 300 cm vuông rồi, còn diện tích nhẫn vở thì chúng ta cần phải đi tìm. Đề bài cho biết là nhẫn vở thì có chiều dài là 8 cm này, chiều rộng là 5 cm. Vậy chúng ta sẽ tìm diện tích của chiếc nhẫn vở, sau đó mới đi tìm được diện tích phần còn lại của bìa sách không bị che khuất nhé. Sau khi thực hiện đi tìm diện tích của chiếc nhẫn vở, cô có kết quả là 40 cm vuông. Khi này thì chúng ta sẽ cần đi tìm diện tích còn lại của bìa sách không bị che khuất bởi nhẫn vở đó là bao nhiêu nhé. Lời giải, diện tích còn lại của bìa sách đó là 300 là diện tích của bìa sách, cô trừ đi cho diện tích của nhẫn vở là 40, có kết quả bằng 260 đơn vị cm vuông. Như vậy, diện tích phần còn lại của bìa sách không bị che khuất bởi nhẫn vở là 260 cm vuông nhé. Chúng ta chuyển sang bài số 10. Bài 10 đề bài như sau. Bố Quỳnh làm một cái mặt bàn nhỏ bằng cách kết 8 tấm gỗ hình chữ nhật lại với nhau. Biết mỗi tấm gỗ dài 10 cm và rộng 8 cm. Tính diện tích của mặt bàn mà bố Quỳnh làm được. Cô phân tích đề bài như sau này. Theo đề bài chúng ta biết bố Quỳnh làm một cái mặt bàn nhỏ được ghép bởi 8 miếng gỗ hình chữ nhật. Vậy thì mỗi tấm gỗ sẽ có chiều dài là 10 cm và chiều rộng là 8 cm. Vậy trước khi để tìm được diện tích mặt bàn được ghép bởi 8 tấm gỗ thì chúng ta cần đi tìm diện tích của một tấm gỗ là bao nhiêu cm. Sau đó chúng ta nhân với 8 tấm như vậy, đúng chưa ạ? Vậy thì ở bài toán này thì chúng ta sẽ có hai bước tính. Trước tiên chúng ta cần đi tìm diện tích của một tấm gỗ, sau đó chúng ta mới tìm được diện tích của mặt bàn mà bố Quỳnh làm được nhé. Diện tích của một tấm gỗ là 10 x 8 bằng 80 đơn vị cm vuông. Sau khi tìm được diện tích của một tấm gỗ, cô sẽ nhân với 8 để tìm được diện tích của 8 tấm gỗ, cũng như là diện tích của mặt bàn mà bố Quỳnh đã làm được. Lời giải, phép tính cô trình bày như sau. 80 x 8 bằng 640 cm vuông.
Như vậy chúng ta đã tìm được diện tích mặt bàn mà bố Quỳnh làm được là 640 cm vuông nhé. Tiếp theo chúng ta cùng chuyển sang bài số 11. Bài 11 đề bài như sau. Một hình chữ nhật có chiều rộng là 5 cm. Nếu giảm chiều dài của hình chữ nhật đó đi 3 lần thì được một hình vuông. Hỏi diện tích hình chữ nhật đó là bao nhiêu cm vuông? Cô sẽ phân tích đề bài như sau. Một hình chữ nhật có chiều dài là 5 cm. Nếu giảm chiều dài của hình chữ nhật đó đi 3 lần thì được một hình vuông. À, đề bài cho biết là giảm chiều dài, còn chiều rộng thì giữ nguyên. Vậy thì khi giảm đi 3 lần thì độ dài của chiều dài sẽ bằng với chiều rộng. Khi đó chúng ta sẽ có một hình vuông có cạnh là 5 cm. Như vậy thì dựa vào đây, cô sẽ đi tìm được chiều dài của hình chữ nhật bằng cách cô sẽ lấy chiều rộng nhân với 3 lần. Sau khi cô tìm được chiều rộng của hình chữ nhật thì chúng ta sẽ tìm được diện tích của hình chữ nhật đó là bao nhiêu cm vuông nhé. Lời giải đầu tiên, chiều dài của hình chữ nhật đó là, sau khi tìm được chiều dài của hình chữ nhật đó là 15 cm, cô sẽ tiến hành đi tìm diện tích hình chữ nhật đó. Và cuối cùng là đáp số 75 cm vuông. Như vậy, cô đã tìm được diện tích của hình chữ nhật đó. Chúng ta cùng chuyển sang bài số 12. Đề bài như sau, một tấm danh thiếp hình chữ nhật có chiều dài là 9 cm, chiều rộng kém chiều dài 3 cm, tính diện tích của tấm danh thiếp đó. Vậy, trước khi tính được diện tích của tấm danh thiếp đó thì cô cần phải đi tìm chiều rộng của tấm danh thiếp hình chữ nhật này. Theo đề bài thì chúng ta biết chiều rộng kém chiều dài 3 cm. Vậy để tìm được chiều rộng, cô lấy chiều dài trừ đi 3 cm. Ở đây là 9 trừ 3 và có kết quả bằng 6. Chúng ta sẽ cùng làm phần bài giải nhé. Lời giải, chiều rộng của tấm danh thiếp đó là. Và đây là phần trình bày bài giải của cô. Như vậy là cô đã hướng dẫn các con là hoàn thành xong các bài tập trong dạng 3, diện tích hình chữ nhật. Ở phần bài tập tự luyện thì các con hãy thực hiện các bài tập này vào trong vở, sau đó cùng chữa bài với cô ở video sau nhé.